Chào các bạn các anh em, hôm nay thì hàng cũng là vừa về nữa ha, về rất là nhiều, là như bình xăng 81 nè, 82 50 nè, rồi 70 90 90 tay tay tròn, rim thái, quay alpha, quay ZX và một số mặt hàng có sẵn ha. Bên em là bán hàng là ship code toàn quốc. Khi anh em mình mua hàng thì anh em mình cho em địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận hàng, em sẽ ship hàng tới nhà. Khi hàng tới nhà thì anh em mình tháo ra xem đúng hàng anh em mình mua thì anh em mình mới thanh toán tiền cho shipper. Bên em là không bao ship, mỗi đơn phí ship là 30.000. Những mặt hàng như bình xăng con rã xe thì bên em sẽ có bảo hành cho anh em mình là 1 tháng khi gặp trục trặc gì lỗi. Trên giấy bảo hành sẽ có là địa chỉ và số điện thoại của em. Khi em bán bình xăng là mã ghi ở dưới đây, ngày tháng gì ở đây, tương ứng cho anh em mình là 1 tháng nên anh em mình an tâm sử dụng. Khi anh em mình xem video thì anh em mình hãy đăng ký kênh để khi em ra video mới á, là anh em mình nhận thông báo, anh em mình vô xem liền, anh em không có mất phí gì hết trơn ha. Còn như anh em mình thích video thì cho em một like ha. Thì hôm nay về được một thùng xăng nè, về được vài chục bình á, đủ được các loại xe như là cúp nè, rim thái nè, quay alpha là đầy đủ hết. Hôm nay anh em mình đặt hàng thì những bình xăng này, thì những bình xăng như quay rim, super rim, quay alpha, quay s, quay rs thì em sẽ giao trong năm nay. Còn như anh em mình đặt bình cúp này thì sang năm em mới gửi cho anh em mình ha. Tại vì những bình này là vừa tháo xuống nên chưa có dọn được. Những bình tháo xuống cũng còn rất đẹp ha. Thấy không? Cái này là rửa ra là còn xanh chanh luôn á. Những dòng này em phải rửa ra nè, em phải lên xe test ngon lành là em mới bán cho anh em mình. Cho nên anh em mình đặt hàng á, thì sang năm em mới gửi. Cho nên anh em mình nghe kỹ bây giờ mà em ha. Thì những bình này á sẽ có giá từ thấp đến cao. Như những bình cúp 50 đi, thằng này 52 giờ xăng nè, mà khi em rửa ra mà em lên xe em test á là ngon lành á, em bán tầm 1 triệu. Còn như những bình mà nó không ngon á, em thay trái ga thì em bán sẽ giá nó sẽ thấp hơn nha. Những dòng này giờ đang rất là hiếm nha. Những dòng này là bây giờ là sản xuất không còn sản xuất nữa. Nó thằng này là như là 81 nè, 81 nó tay tròn nè. Hai giò xăng nè, thấy không? Dòng này là nguyên rin luôn nè, chưa gì đó, là vừa tháo trên xe xuống luôn á. Rồi, bình này á, bình này là 82, 86. Thằng này là rin 50 ha, đó còn chút xíu nè. 82 hoặc 86 50. Thì cái nó sẽ có một cái phá xăng nó sẽ kéo đằng sau nè, là ngược lên trước. Đó, dòng này là còn rin hết trơn toàn bộ, chưa có gì trên xe, vừa rớt xuống luôn á, là vừa em vừa lấy về luôn á. Rồi thằng này là 82 nè, 86 nè. Đó, trên cổ chữ rao băng hết chưa? Thì các dòng cúp là đều trên cổ có chữ rao băng hàng, rin mọc hết hàng chưa? Có ấy xuống hàng. Thằng này là tay tròn nè, thằng này là đâu hứa cây? Thằng này là tay tròn 90 nè, anh em lắp cho 70 được nè. Đó, tay tròn nó sẽ khác cái tay vuông ha. Thằng này là 90 nè, 90 tay vuông nè, tay vuông thấy không? Trên cổ đều có chữ rao băng ha. Dòng này là rửa ra là xanh chanh, anh em mình thấy nước da không? Đó, vừa tháo xuống luôn. Về anh em mình cứ nhanh tay đặt hàng. Thằng này rim thái nè. Đó, rim thái nè, nó còn 7 màu nè không? Rim thái nè, chân đồng nè. Mã 88L nè, đời cao như 88B á. Rồi quay ZX nè, quay alpha. Rồi, cái dòng này thì anh em mình đặt là sang năm em mới gửi ha. Anh em mình nhanh tay đặt hàng, cái dòng này thì đang bán chạy dữ lắm, mà tại không có hàng, nay vừa về được một thùng luôn. Anh em nhanh tay ha. Thì bên đây thì cũng như là thường lệ sẽ có là củ đề quen pha lóc đen, quen pha lóc trắng và rim thái. Này thì sẽ có là khu chờ neo, khu chờ hai, khu chờ mập. Có hai cặp Jupiter. Cặp này là Jupiter V, cặp này Jupiter bình dầu. Còn tay ga nè. Những bình tay ga thì em cũng có rất nhiều đầy xe ha. Tay ga thì anh em mình mua xăng năm em mới gửi được luôn ha. Còn những dòng bình này thì em sẽ gửi trong năm nay. Như cái đó là phu neo, phu 2, phu mập, quay S110, quay A110, quay A110 nó xài chung với Ballet. Rồi RS Thái 100, RS Thái 100 nó sẽ có ống đồng nè. Dòng này cũng đang hiếm lắm nè, ở ống đồng hết chưa. Dòng này thì lúc trước là đang hụt hàng lâu lắm, mấy tháng trời mới có. Rồi quay RS, rồi cẩu hút rim Thái, quay Alpha, Super Rim, đủ thứ. Như này như là Sirius, Jupiter, Super Rim.
phụ tải 500 kg và 700 kg. Combo các đời xe inox 304 xài rất là bền. Đây là bình mới của Thái Lan, dòng này là em đặt cái giá rẻ gia công cho nên em đã an tâm sử dụng. Dòng này em thay rất nhiều cho khách rồi cho nên em bán cho anh em mình về là an tâm sử dụng, anh em về là gắn lên là lụm luôn. Bình 100cc nè, bình 100cc, bình này là cái trổ từ ra băng nè. Bình này em đang bán cho anh em mình là 400 ngàn bình nè. Còn bình này 250, còn bình duy nhất anh em nhanh tay nè. Bình này 300 ngàn nè, 88B nè, về lắp cho 81 rim, dòng này về lắp cho rim Thái cũng ngon. 110 nè, 500 ngàn bình nè, vin nè, vin cũng 500 nè. Quay RS đang hành lý của rim của Honda 500 ngàn luôn nè. Còn bình của Novo 4, Buri của Mỹ, rồi sạc sạc rồi phát sóng điện, sạc cấp y. Rồi video của em đến đây kết thúc nha, chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em video sau.